Ok, đưa chìa khóa anh. Vô đây luôn, cho mọi người coi cái mặt đó luôn. Nè, đây. Người ta to bự thì người ta chạy hát hợp, còn tôi nhỏ xíu con à. Ngồi lên cái đúng nhỏ luôn. Đây chủ xe 2011. Ủa 20 cái gì? 2001. 2001. À, đang là sinh viên năm 2 Đại học Văn Lang ha. Quá giỏi luôn. Tất cả đồ trên xe này em ấy chia sẻ Huy là đập hộp mua mới hết, không có nào cũ á. Ba má nói độ xe thì cho độ, nhưng mà mày không được mua đồ cũ đó, nó không có may mắn. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh review xe độ của Hai Bánh. Bên cạnh Huy hiện tại là chiếc SH thế hệ mới 2020. Và chiếc SH này cái đặc biệt cái là đèn pha từ nó nằm ở trên vị trí phần ghi đông bây giờ đã được dời lại xuống dưới mặt nạ rồi. Và nếu mà nói về một chiếc SH thế hệ mới độ thì cho tới thời điểm hiện tại thì Hai Bánh đây là chiếc này chiếc thứ 3. Trước đó thì là một chiếc màu xanh dương độ bánh căm. Chiếc thứ 2 là chiếc Batman. Đó, hai chiếc đó thì từng xuất hiện kênh Hai Bánh rồi. Nếu mà bạn nào đang quan tâm thì Huy sẽ chèn lên phía bên dưới. Và lần quay trở lại này là tiếp tục là một chiếc SH thứ 3, độ rất nhiều món đồ chơi giá trị. Và tổng bản độ này sẽ ngoài 100 triệu đồng. Nhưng cái đặc biệt, chiếc SH này thuộc sở hữu có một em trai phải nói là còn nhỏ, rất là nhỏ tuổi, nhưng mà phải nói độ chịu chi, chịu chơi rất là quá đỉnh luôn. Wow. Sinh năm 2001, có tên là Hữu Thắng. Ủa em hiện tại đang học Đại học Văn Lang, sinh viên chỉ mới năm 2 thôi mà chịu chi tới vậy rồi. Để xem những món đồ chơi này giá trị bao nhiêu, giúp ích gì cho người dùng. Bây giờ bắt đầu thôi. Phải nói là chiếc SH thế hệ mới này nhìn thiết kế nó to thật sự luôn. Mà khi mà Huy ngồi lên thì cái như Huy thấy Huy giống như một con kiến vậy á, mà đậu trên con dâu vậy á. Đó, đứng trên con dâu vậy đó. Quá to luôn, quá to so với kích cỡ. Và đây là một cái bộ áo jean màu trắng của hãng. Dù đổi rất nhiều món đồ chơi nhưng mà Hữu Thắng vẫn giữ lại cái bộ áo jean ha, không thay đổi gì. Chủ yếu là thích màu trắng nhìn cho nó sang trọng. Nhưng hiệu năng mang lại rất nhiều từ những món đồ chơi gắn trên xe. Bây giờ Huy sẽ chia sẻ đầu tiên về cùm thắng đi. Thì cùm thắng ở đây Huy thấy là cùm thắng Rambo RCS phiên bản có size có ta. Và Thắng chia sẻ với Huy là từ bên phải qua tới bên trái thì có giá ngoài 12 triệu đồng. Và tất cả đều là piston 19 luôn. Nhưng khi mà Huy bóp bên tay phải thì nó có cái độ dịu nhẹ, còn bên tay trái thì Huy không ưng cho lắm, nó không hài lòng cho lắm, tại vì nó không có cái độ chờ á, cảm giác đụng nhẹ là nó đứng liền đó, chưa có độ dịu nhẹ. Và mẫu cùm Rambo này thì anh em biết rồi, hiệu năng mang lại thì tuyệt vời, từ xử lý phanh, từ những cái tình huống đơn giản cho tới những tình huống mà khẩn cấp thì nó luôn mang lại cái sự an toàn cho người dùng. Đặc biệt thì chúng ta nói đến Rambo thì biết là những cái dòng xe đua cho MotoGP sử dụng rất là nhiều ha, nên Huy không nói gì nhiều nữa. Và để gắn hoàn chỉnh bắt buộc phải khoét, muốn không khoét thì cứ gắn đồ jean ha. Đây khoét, và khoét rất thẩm mỹ đó, khoét theo những cái form của cái tay đó, hạn chế cái tình trạng mà khi mà chúng ta sử dụng này nó bị cả cấn vô. Và mỗi tay này đều có núm chỉnh khoảng cách và có chống gãy ha. Đây, và để bảo vệ nhìn cho nó đẹp hơn nữa thì còn có hai cái bọc cao su ngay cái đầu tay Thắng đó, hai bên luôn. Bình dầu thì nằm đặt phía một bên thôi, cái kiểu như là so le anh em biết mà. Tại vì phía sau chiếc xe này là sử dụng là cùm thắng là sử dụng heo trước và heo sau luôn, có nghĩa là đều là phanh đĩa đi heo hết, cho nên thì phía bên tay trái nó cũng sẽ là dầu, nhưng đã được làm gọn gàng lại, đấu một cái dây đi từ bên này qua bên này, coi như một bình dầu này sử dụng cho hai phía cùm luôn, nhìn cho nó gọn gàng hơn và hạn chế tình trạng khoét quá nhiều. Ở đây thì anh em sẽ thấy khoét nè, khoét mới lú được cái bình dầu ra đó. Còn nếu bạn nào mà không thích khoét á, thì có thể âm bình dầu vô bên trong được, chỉ việc là ống dầu hai bên xíu thôi, nhưng mà tùy mỗi người thôi. Và cùm tăng ở đây tôi thấy là cùm tăng Domino hai ống ga, và giá của cái cùm này thì khoảng 2 triệu đồng.
tùy màu nữa, màu đen thì sẽ rẻ hơn, còn màu vàng đồng thì sẽ cao hơn. Đây hai ống ga, hai ống ga nằm dưới đó. Hỏi cái này á Thắng, anh thấy là nếu mà em đi cặp ống ga Domino nó sẽ đẹp, hoặc ống ga Titan á, chú ý cái này nè đó. Còn cái này để gì nè, và bao tay bên ngoài Acti, đúng rồi, và gù thì gù dẹp Titan thôi ha. Và kính là một cái mẫu kính mà Huy cũng rất thích luôn, kính H2C, đơn giản thôi, nhỏ gọn thôi, nguyên một khối nhôm sinh si từ cái vị trí mà bảo vệ bọc cái miếng kính cho tới cái thân và tới cái chân, tất cả đều là nhôm hết. Không biết cái này em có mod xoay chưa ta? Chưa mod xoay. Cái này có thể mod xoay được luôn nha, xoay 360 độ. Và tạo điểm nhấn cho cái phần phía trước là một cái kính chắn gió. Đây là kính chắn gió đồ chơi ha. Thì nhà sản xuất thứ ba thiết kế thì gắn như zin cho SH. Cái này mình có hai tùy chọn, mình có thể là dán keo hai mặt để cho nó cứng, hoặc là mình muốn nó đẹp hơn tại điểm nhấn hơn thì mình có thể bắt ốc. Nhưng mà bắt ốc thì nó bị mất zin rồi, đục lỗ này nọ các kiểu. Đây vị trí bốn lỗ ốc nè, nhìn nó cao hơn, nó khí động học hơn. Và phía dưới thì cái mặt nạ này cũng đã được ốp carbon fiber, và cái mẫu là cái mẫu tổ ong, một trong những mẫu mà đang cực kỳ hot nhất cho tới thời điểm hiện tại. Nhìn nó sang trọng, nó không phải là một mẫu mà carbon truyền thống nữa. Cỡ 2 triệu đồng cho cái tiền ốp này thôi, chịu chơi đúng không ha, mới học sinh sinh viên à, quá chịu chơi luôn. Rồi thì cái phần đầu chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà để coi ngẫm coi, 13, 15 cho 16 đi, 17, khoảng 20 triệu đồng cho cái phần ghi đông thôi, chưa hết đâu. Nguyên nói tới 100 triệu lận, vậy là dàn chân sẽ là 80. Thì cái dàn chân nhìn vô cái là điều mà Huy chưa hài lòng nữa lắm, đó chính là cái mâm. Em ấy là lên coi như là full cái dàn chân là đĩa hệ thống phanh á, toàn là đồ khủng không à. Nhưng mà do cái màu á, cái màu nó màu sáng nên là khi mà đi cái mâm màu bạc này nè, cảm giác là khi mình nhìn vào á, nó chưa có sự liền lạc, nó chưa có cái điểm nhấn là chỗ nào chìm, chỗ nào bắt buộc phải nổi. Nếu mà cá nhân Huy á, Huy nghĩ là nên sơn mâm đen để cho nổi cái đĩa, nổi con heo, nổi cái bát, nổi dây dầu, mà nổi kể ở những vị trí sâu như là phuộc hoặc là bô nữa. Và hệ thống phanh thì anh em sẽ thấy là một cái đĩa Rambo Oversize và kích thước size là 267. Và giá của cái đĩa này sẽ khoảng ngoài 6 triệu đồng. Và đây là lồng này, lồng đậm nè, phiên bản sau này ha. Còn có một cái mã code ở đây nữa nè. Và để gắn được hoàn chỉnh thì phải chạy một bánh nhôm CNC. Cái bánh này chủ yếu á, nó giống như là sao ta, để chuyển cái lỗ ốc thôi. Và có thể gọi là một cái thớt lòng, chuyển cho đúng ngay cái vị trí ốc. Tại vì cái đĩa này là không thể nào gắn như zin vô cái mâm này được. Đĩa là đĩa đồ chơi mà. Cái thớt này Huy nghĩ là chắc tầm khoảng 1 triệu nữa. Và ở đây thấy có logo của Sơn Quận Nhất nè, chữ ký. Ở đây chắc anh Sơn dọn hơi nhiều ha, chiếc xe này. Còn heo sẽ là mẫu heo Fando, và màu này thì giống như là màu sô-cô-la, có thể là vậy. Và nó là phiên bản racing, nó là 4 bích. Và thiết kế cấu tạo ngoài nó là billet hai mảnh ghép lại. Giá sẽ dao động khoảng cỡ 5 triệu đồng. Thì Nguyên nghĩ ước tính cái giá nó sẽ tầm mém mém đó thôi. Giá nó sẽ dễ thở hơn rất là nhiều so với đối thủ của nó là Rambo. Rambo nếu mà 4 bích thiết kế giống như này nè là sẽ khoảng tầm 10 triệu cho một con heo, giá thì cỡ đó. Tuy nhiên thì heo này cũng vậy thôi, Huy nghĩ thì kiểm soát phanh nó vẫn cho cái độ tối ưu. Chủ yếu là anh em quá chú trọng về cái thương hiệu, anh em thích Rambo quá. Nhưng mà đối Fando cá nhân Huy thấy nè, từ tay, từ heo, từ ben đạp, mọi thứ đều rất là đẹp, nó có cái nét đẹp riêng của Fando. Và để gắn được con heo này thì cũng chạy bách nhôm đó ha. Đây, cái bách nhôm này thì chủ yếu là tính toán sao để cho mà cái bố phải ăn hết cái đĩa này, và đặt cái vị trí sao cho nó hợp lý, và quay bánh phải là nhẹ nhất. Đồ độ chế mà làm không tới là rất là khó chịu anh em. Và dây dầu sẽ là dây heo và bấm đầu ơn. Mỗi cái đầu bấm trung bình thì tầm 900 ngàn, 900 cho tới 1 triệu đó. Ở đây để Huy coi bao nhiêu đầu. Nói chung là 4 triệu rồi, giá là còn khá rẻ rồi đó. Tại vì ở đây Huy thấy là 4 cái đầu bấm rồi. Đúng rồi, 4 cái đầu bấm và dây heo nữa. Những cái đầu này là đều đầu ơ hết ha. Ở đây thì còn có một cái ngắt dầu. Và ngắt dầu là ngắt dầu Thái. Giá thì đâu đó sẽ khoảng 1 triệu một cái ngắt dầu. Mà sao kỳ vậy ta? Cái bát kẹp giữ dây dầu á, đặt ngay chỗ cái ngắt luôn, thấy nó
bị mất cái thẩm mỹ của nó rồi. Anh nghĩ là sau cái clip này á, em về em chỉnh lại, có thể là em thêm một cái ngắt ở đây hay sau đó dời nó để cho thấy được cái ngắt dầu ha, nó sẽ hay hơn. Và toàn bộ chi tiết hầu như cố định thì bằng ốc Salaya, đặc biệt là ngay chỗ đĩa nè đó, cái dạng chân trước thôi. Cái đĩa 6 triệu, con heo vỏ 5 triệu, đây 11 cái bát, cái lồng luôn này nọ cho nó 2 triệu, dây dầu 4 triệu nữa, thốn à. Và phía sau này nổi bật nhất là cái gì, anh em nhìn là biết liền ha, một mẫu phuộc đến từ Anh Quốc và có giá là gần 40 triệu đồng. Cái độ chịu chơi đến vậy luôn rồi đó, nói chung là nó đẳng cấp hơn ô liền này đó, nó đang là búa đỉnh nhất rồi. Và mẫu phuộc này thì Huy thấy đây là phiên bản R3. Tại sao Huy nói R3 thì nó có 3 chế độ chỉnh thì gọi là R3, còn R2 sẽ 2 chế độ chỉnh và R1 sẽ 1 chế độ chỉnh. Đây, ở trên đây sẽ là 2 chế độ chỉnh rồi, nó có 2 núm chỉnh khác nhau nằm ngay vị trí ngay cái bình dầu, và phía dưới đây sẽ có một cái độ chỉnh nữa. Đó. Và mỗi độ chỉnh thì nó sẽ mang lại một hiệu năng khác nhau. Và mẫu phuộc Nitron này được áp dụng những công nghệ của những mẫu phuộc trong đường đua của MotoGP trên những dòng xe phân khối lớn đưa qua. Cho nên thì nói về cái độ nhúng từ tốc độ chậm cho tới tốc độ cao hoặc là vào cua, phải nói là êm ái cực kỳ. Bởi vì muốn chỉnh thì cũng được, chỉnh cái số ký nặng nhẹ, chỉnh nhúng hồi nhanh chậm, chỉnh độ nén lò xo trên này á nè. Đó. Và Huy nghĩ là đối với cây phuộc này thì nó không có gì mà để chê nó được. Chỉ có điều là cái độ nén lò xo thì nó còn dư răng quá nhiều. Anh nghĩ là em nên đi cái HPA, là chạy riêng một cái HPA mà giống như kiểu của Showa hoặc là Olin á, em gắn vào đây cho nó lấp đi cái khoảng trống này, một cái nhẫn á đó, hoặc là một cái HPA luôn. Thì cái HPA đó sẽ chỉnh được nhanh cái độ nén cái lò xo ha. Mình không cần phải đút cái cây vô dặn dặn cái răng này nữa, mình chỉ cần cái núm chỉnh thôi. Đó. Thì tương tự như ở phanh phía trước thì trước đi phanh đô 4 bit, thì sẽ sau sẽ là phanh đô 2 bit, và cái màu cũng na ná như nhau luôn. Và giá con heo này sẽ khoảng 4 triệu quay đầu cho một con heo, chưa tính tiền chạy bát nữa. Đây, ở đây thấy có một bát xin si rồi nè. Và dây dầu thì phải nói là nó khá là nhiều ha, quá trời đầu bấm luôn. Và hồi nãy thì em nói nhiều ta, hình như là 7 triệu dây dầu 2 cộng đó. Cộng này thì Huy thấy là còn có liên quan, còn cái vị trí này thì nó giống như là gắn kiển vậy, đúng không em? Gắn kiển thôi. Đây, tại vì cái vị trí là vị trí nhớt nè. Có thể là nhiều anh em sẽ nói là gắn ở đây để cho nó làm mát nhớt, nó thông nhớt này nọ các kiểu, nhưng thật sự thì hiệu năng mang lại không có nhiều đâu, chủ yếu là làm kiển thôi. Đây thì ở đây thì có một ngắt dầu, ngắt dầu thì cũng cho 1 triệu đi, rồi mấy cái đầu bấm này nữa và dây heo nữa, chơi dây heo luôn ha. Còn ở trên đây nè, đó cũng mấy cái đầu bấm và cũng dây, nói chung là 2 ngắt ở phía sau và đã quá trời đầu bấm luôn. Bộ combo này là 7 triệu. À, đường ống nè, đường ống thoát nước. Và cái giá trị chưa dừng lại với cây bô Forest. Đây là cây bô Forest đúng đời của 2011. Theo như em ấy chia sẻ cho Huy, chứ Huy cũng không gành Forest lắm, có tiền đâu chơi mà lấy gì biết. Còn là review xe của anh em thì anh em hướng dẫn không à, anh em nói sao Huy nghe vậy thôi. Thì em ấy nói là đây là đúng đời của 2011. Thì nhìn sao để biết được. Ở chỗ này là cái chỗ này, nếu mà cái đời sau này á thì nó sẽ có những cái mối hàng, có thể là Huy chưa rõ mối hàng như thế nào, nhưng có thể là hàng vân cá hay gì đó ở ngay chỗ này với ở đây. Còn này giống như là được đúc khuôn, được dập á, nên là mọi thứ với việc là nẹp với nhau thôi, không cần bát, không cần hàng gì hết, nên là nhìn nó có độ thẩm mỹ cao hơn. Và phân biệt một cái nữa, hình như là mấy cái đời trước á, ở vị trí này nè, là nó không có cái miếng nẹp carbon này đâu, nó bóng hết và nó có cái logo hình tam giác. Còn ở đây thì Huy thấy nó có nè, để phân biệt đời ha. Và âm thanh Forest thì anh em biết rồi, từ những dòng xe tay ga, đặc biệt SH, từ xưa tới giờ luôn rất chuộng cái mẫu bô này. Sau này thì qua cho PCX, qua cho Vario, qua cho Vision cũng là chọn Forest. Âm thanh nghe nổ, nghe nó ấm và nó giòn lắm. Cái tiêu thì cái tiêu 27 ha. Cái cổ đây nè, cái miệng nè, hôm bữa làm mấy chiếc quay cái cổ mà 32 á, phải nói là mấy cái cổ là cực kỳ hiếm luôn. Và giá trị cây bô này sẽ rơi vào khoảng 15 triệu đồng. 15 triệu đúng không em? Sợ báo giá sai mấy công anh em chửi nữa, nên hỏi là chắc ăn. Rồi, ok. Thì bây giờ Huy sẽ
mở máy cho anh em nghe âm thanh đó luôn. Ok, đưa chìa khóa anh. Vô đây luôn, cho mọi người có cái mặt đó luôn. Nè, đây. Người ta to bự thì người ta chạy thác hợp. Còn tôi nhỏ xíu con à. Ngồi lên cái đúng nhỏ luôn. Đây chủ xe 2011. Ủa 20, cái gì? 2001. 2001 à, đang là sinh viên năm 2 Đại học Văn Lang ha. Quá giỏi luôn. Tất cả đồ trên xe này em ấy chia sẻ với Huy là đập hộp mua mới hết, không có nào cũ á. Ba má nói độ xe thì cho độ, nhưng mà mày không được mua đồ cũ đó, nó không có may mắn. Biết ta xài thế nào, bởi vì Huy kiếm một chỗ chày với món đồ chơi không ra luôn á anh em. Phải nói là cái đồng hồ mới của SH thế hệ mới rất là đẹp, full LCD. Rồi thì bây giờ anh em đang nghe là cái nước Ganti á, cực kỳ lắm. Forest mà. Lên dãy tua cao đi rồi mày thấy cảnh với tao à, giòn khấu luôn. Dọn chiếc xe vậy, lấy không có người yêu nữa. Có người yêu chưa? Thấy không biết mà có rồi mà. Đi SH auto của người yêu. Còn mà độ tới này chắc chắn auto là có thêm bồ nhỏ nữa, chắc chắn luôn. Rồi Huy sẽ nẹt thử vài cái thôi nha. Ở đây cũng là khu dân cư trường học này nọ. Đó, nghe phấn khích ha. Sợ anh em không nghe được rõ, để mic gần luôn. À giờ mới để ý anh em. Còn đồ helmet đó ha, một cái chia cắt nước Titan. Deadpool như nó đủ rồi. Chủ yếu là muốn chia sẻ anh em những món đồ chơi thôi, chứ bô nào cũng giống nhau thôi, gắn vô âm thanh nó vậy thôi. Đó, nghe phấn khích hơn. Và chia sẻ vừa rồi thì anh em thấy là một chiếc SH này như thế nào. Thì Huy nghĩ là anh em nên để lại một bình luận phía bên dưới, để cũng như là ủng hộ tinh thần độ xe của em ấy. Mới 2K1 thôi mà độ quá dữ rồi. Chi khoảng 100 triệu để độ chiếc xe. Giá trị chiếc xe là cũng ngoài 100 triệu rồi. Coi như là tổng giá trị chiếc xe và tổng giá trị bản độ này sẽ là khoảng 200 triệu hơn. Anh em cứ đóng góp ý kiến gì thì cứ comment phía dưới ha. Và đừng quên thao tác like, subscribe, ủng hộ tinh thần Huy và ekip Hai Bánh. Một lần nữa thì Huy cũng thay mặt Hai Bánh là xin cảm ơn Hữu Nghĩa đã cho Huy và ekip ngày hôm nay có hội đánh giá con xe này, cũng như là gửi đến một cái bản độ đến anh em. Bởi vì SH 2020 thì độ thì Huy thấy ít lắm. Có thể là anh em một phần nó độ rồi không thích ra mặt, hay là muốn chơi ẩn. Đó, còn nhiều anh em thì muốn là chia sẻ rộng rãi cộng đồng như Hữu Nghĩa đây, thì đó là điều rất là đáng quý giá ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.